Sunny. Tất cả mọi người đang có mặt trong room, hello. Mọi người có mặt và đang ở đây thì mọi người comment giúp mình nhá, để mình chào. Tại vì sẽ có những bạn mà đang treo nên là ô, hôm nay mọi người đâu hết rồi nhỉ? Vắng như cái chợ vào đây. Mong biết làm em sợ anh quên mất. Những lúc chúng ta gặp nhau, ngồi vui em rơi nước mắt. Cho like cái cho hết trận. Bớt đi. Người ta nhắn tin hỏi, xem không trả lời, méo trả lời. Xe ra đi, anh nên xe ra đi. Chào anh Bay On. Em bảo là em cần cái bảng lương của 313, không có tên của em. Em bảo anh cho em coi. Chào Kinh. Anh chịu hả? Em tưởng anh gửi cái đó mà. Chào Thành Hải. Cảm ơn mày đã hỏi anh Thanh. Mày đã biết. Ờ, anh Thanh biết à? Không, tại vì cái lương của bên 313 em không có nhận được bảng lương. Cứ thiếu tên em ấy, chả biết sao. Ừ em quên, em nhầm ấy, em nhầm. Ừ em bị nhầm anh với anh Thanh, quên. Bị nhầm. Không phải bị xóa lương đâu. Xóa lương chết em. Không có tiền để shopping đâu. Không có đâu. Chào mọi người. Anh làm như cho Tùng Phạm. Hello. Tí là em đánh chết. Chị em kỳ cục đúng không? Hello bơ. Sáng nay tỉnh giấc, một dòng tin ở bác ơi dậy đi. Ôi sao anh thấy anh hạnh phúc quá đi. Từ khi bên cạnh anh cảm thấy cuộc sống anh bình yên. Chỉ thế thôi là em ác lắm. Đủ rồi em bé. Không chẳng tay anh, em sẽ đưa anh đi vòng quanh cả thế giới ở những nơi ta chưa từng đi. Và anh thích cảm giác em ôm anh từ phía sau. Rồi thì cầm tay anh nói rằng em cần tin anh. Và anh không cho em là người con gái đầu tiên. Nhưng mà anh em là người cuối của anh. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Chẳng một người nào có thể thay thế được em. Đã có rất nhiều người con gái đi qua đời anh. Nhưng họ không phải là em. Họ không thể nào cho anh được hạnh phúc. Họ không thể nào làm anh cười như em. Em dấu yêu ơi đừng đi đâu nhé em. Người con gái anh yêu chỉ có mình em. Cầm chặt tay anh sẽ đưa em đi vòng quanh cả thế giới tới những nơi ta chưa từng đi. Và anh thích cảm giác em ôm anh từ phía sau. Rồi từ tận tay anh nói rằng em thích anh. Hãy nói em yêu. Sao nay anh Bay On bị ạc nhỉ?
máy. Em phải audio của Long à? Anh yêu em và chỉ yêu em thôi và không bao giờ đổi thay đâu. Anh muốn nói rằng đừng chia tay anh. Anh muốn nói rằng đừng đi đâu xa anh. Anh muốn nói rằng rằng anh yêu em, rằng anh yêu em baby. Anh cầm chân tay anh, anh sẽ đưa em đi vòng quanh cả thế giới và những nơi ta chưa từng đi. Quên mật khẩu. Em ôm anh từ phía sau, rồi thì thầm tay anh nói rằng em tin anh. Và anh không dám che. Em là người con gái đầu tiên. Em cũng thế, em hay quên bát. Đa phần là bát để một bát thôi, nhưng mà xong nó bị các kiểu luôn. Em đổi xong rồi em quên hết luôn. Đâu, ý là đổi một bát nhưng mà bây giờ em đổi lẫn lộn rồi. Cầm tay anh và đi, đi về một nơi xa. Cầm tay anh và đến, đến một nơi xa lạ. Ở nơi đây chỉ có anh và em ở chung một bầu trời. Mọi việc giống em anh. Cứ để anh lo. Heo thích đồng hồ mà, nên heo nhiều đồng hồ lắm. Cái kiểu này có hai cái, một cái nhỏ, một cái bự. Một cái bản nam, một cái bản nữ. Mình cũng hay dùng những chỉnh ảnh mỗi khi bị mụn lắm. Bởi vì mụn ra cứ tái phát hoài. Mình nghĩ ai cũng sẽ khổ sở mỗi khi. Thật ra là ai thích đồng hồ mới hay nhìn thấy người khác đeo đồng hồ. Còn bình thường người ta nhìn những người ta nhìn tổng quát thôi, không cần biết là đang đeo gì. Không, em không bao giờ để người khác đợi em. Hoặc là không bao giờ kiểu, ý là đã hẹn ấy, hẹn công việc thì không bao giờ trễ. Đã bao lâu giờ anh muốn nắm đôi bàn tay cùng em đi chơi khắp. Một là em sớm sớm hơn hay là em sớm đến đúng giờ. Ở phim nào em thích đi Hàn Quốc hay là sang Nhật Bản. Cầm tay anh đi thật xa nơi này thôi. Thói quen của người làm ăn lớn. Nơi cầm tay uống bia ta cùng say. Ta sẽ nghe chung bài nhạc cái thầy. Chào mọi người mới vào. Cái tay cầm tay ta đi cầu may. Rồi chọn ngày ta về cưới nhau. Dù mai sau ta ra đi, anh vẫn sẽ yêu em và baby. Anh sẽ không để em mất đi. Cho dù chỉ là những chuyện lý tí, sẽ không bao giờ đâu. Anh không thích đồng hồ lắm. Từ hồi năm tuổi chưa bao giờ bị học muộn như thế. Hello anh Tuấn, chào mọi người mới vào. Bà chủ. Nghe bà chủ già hả? Thôi không là bà chủ đâu, làm cô chủ. Bà chủ nhà. Em ơi ra đây anh bảo đây, nếu anh làm sai không được giận lâu đây. Nếu ra ngoài kia ai nói tan thì em cứ theo đánh làm kinh doanh mà ấy cho. Ai đây anh sẽ phải đi cũng làm được mấy năm rồi. Em yêu hãy cứ nuôi con và ở nhà chờ anh về rồi anh mua quà em nha. Mai mốt sẽ chụp tiệm mới cho mọi người, đổi tiệm 5 sao cho mọi người xem. Hiện giờ mới là 4 sao. Đổi 5 sao cho xem. Đấy, Linh Linh của em vào rồi. Đi lên đời. Chị yêu em.
Linh Linh cũng là idol, đúng rồi. Cả nhà làm idol, idol thân thiện. Hát một bài á, nãy giờ vào chưa hát bài nào. Ok, giờ hát. Hát bài gì ta? Mọi người muốn nghe bài gì không? Này, biết hay. Bài Linh giàu thế, Linh giàu thế. Ghê. À, bye bye Thành, em đi học. Bye bye em. Tôi chia tay cả. Hát bài này của Nu. Em là ai giữa cuộc đời này? Quê vãi. Thôi, à, mất trí nhớ rồi. Hát nhá. Anh là ai giữa cuộc đời này? Anh từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, cho nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương? Đừng ngắt chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sống đời không có những ngày mưa mây sau dòng đời cuốn xoay lắm lúc bên ta giận hờn mang bao lỗi lầm dù mai sau mình ra nua thì tình em vẫn mãi mãi không đôi rời sẽ mãi chia chia cho em một đời dễ sau mãi mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm em khi em yêu lòng khi em mỏi mệt anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Cuộc đời này anh từ đâu bước đến nơi đây làm tôi say làm tôi khát khao cho nhau ngọt ngào sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng sao đôi tim rung tiếng yêu thương đừng ai chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được xanh đời sẽ mãi mãi bên nhau dòng đời cuốn xoay lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao tình em vẫn mãi mãi không đôi rời sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau mãi mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm em khi em yêu lòng khi em mỏi mệt anh vẫn sẽ mãi không đôi rời. Do you wanna marry me?
lại tự sướng à? Gì? Chị đâu? Chị có tự sướng bao giờ? Dù có đang hay mưa mai sao dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đây ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình già nua thì tình em vẫn mãi mãi không đôi dài. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đôi dài. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, cho em một đời vai ấm êm khi em yêu lòng khi em mỏi mệt. Anh vẫn mãi mãi không đôi dài. Do you wanna marry me? Linh, ok Linh giỏi. Chào Út Long, chào mọi người mới vào, chào Tiến. Cái chữ oxin. Quản lý đấy, lên chức rồi em ạ. À em gái nuôi, à em gái mưa. Em gái nuôi, nuôi dễ bị thịt lắm em ạ. Thịt đấy. Linh tánh giống mi ghê. Bạo lực hả? Ở cái lò anh. Con nhà lông không giống lông cũng giống cánh. À bạo lực gia đình quen rồi hả? Người ta nói em nay khác xưa nhiều. Ngày xưa em như cô gái vô tư hồn nhiên giữa dòng đời. Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, và em cũng chẳng nhớ đến mình đã đổi thay như thế nào. Mọi người vẫn thường ngắm lại mình khi ra đường, nhìn lại áo quần tóc tay gọn gàng đẹp mắt, mà sao chẳng ai muốn thấy mình từ sâu thẳm ở trong cõi lòng. Và em vẫn tìm chưa phương nào để ngắm nhìn, nhìn em vì sao cả lòng mình trong vắng, để tìm lại một nụ cười vô tư lúc xưa. Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc trong em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn hắt hiu. Trải qua bao chuyện đời thường, mà vẫn yêu đôi khi vẫn vương. Nhưng vừa tan trong câu chuyện cũ lăn vào mảnh vỡ của những miếng. Tình yêu đã khi chưa cho anh trong em đâu nguyện đâu, để giờ đây khi không bên nhau trong em chỉ còn niềm đau. Chờ chút đủ. Quên mất lời. Dù biết em nhiều khi giấu nước mắt trong đôi làm mi. Phá gì nữa? Dạo quay, dạo tự, ví dụ là dạo thích bài nào đó, dạo yêu cầu xong rồi dạo quay. Chứ dạo nói dạo quay là kiểu gì à? Linh cũng hát đi xa lắm. Nhưng mà muốn nghe bài gì ạ? À? Muốn hát bài gì ạ? À? À, kiểu nói chung không qua. À Linh hát bài nào cũng được, ok. Trải qua bao chuyện đời thường, mà vẫn yêu đôi khi vẫn vương. Nhưng trong câu chuyện cố lan vào mảnh vỡ của những niềm tin. Hello Tuấn, chào anh. Người đàn ông thông nam.
không? Ờ, để rét lại thì chắc hát bài chậm lại một phút đi. À, xong rồi em hát bài Người đàn ông tham lam sau nhé. Này em, hơi của em nó không được đầy ấy. Mọi người yêu cầu bài thấp thôi. Ok, một phút của Văn Mai Hương, Make in LP. Đêm nay anh có thấy sao trời tỏa sáng lung linh người ơi, tựa như em nơi chốn đây ngắm sao ngỡ mình bên nhau đôi. Em vẫn luôn giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên anh ngày vui, niềm hạnh phúc khi ta có nhau, giấc mơ dịu dàng cho ta đắm say. Con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta, dù ta qua bao khó khăn. Nhìn trời sao em muốn nói, đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dành cho và em gọi anh trong ánh sao. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy ánh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Đặt tay lên tim. Trời tỏa sáng lung linh người ơi, tựa như riêng em nơi chốn đây, ngắm sao ngờ mình bên nhau có đôi. Em vẫn luôn giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên anh ngày vui, niềm hạnh phúc khi ta có nhau, giấc mơ dịu dàng cho ta đắm say. Con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta, dù ta qua bao khó khăn. Nhìn trời sao em muốn nói, đâu chỉ vì quá yêu ai, đâu chỉ vì những môi hôn dành cho và em gọi anh trong ánh sao. Chậm lại một phút, chậm lại một phút mới vào. Chào anh Hoàng, chào Lâm Giang, chào Khang. Ủa, phải ra ngoài rồi hả? Mạnh ghê. Em đúng rồi, em hay gặp sự cố chứ không, em hay phá. Ấn tượng của mọi người về em là gì? Là vào lúc em sâu em hay đạp
lung tung beng phá từ máy tính cho tới sao cạc, từ mic cho tới beat các kiểu hết. Khổ ghê. So I just created this dope website with Wix. Let me show chậm you lại một phút, đúng rồi, chậm lại một phút. First up, và bài đấy heo hát fail rồi. Hơi fail. Bài rời bỏ nhá. Mọi người muốn nghe bài gì mọi người comment giùm em nhá.
Yêu nè, yêu nè. Linh giàu quá. Thợ chụp ảnh á? Vâng. Bình thường sau em có hai đứa thợ chụp ảnh của em từ hồi mấy năm trước. Là mình gái nha. Mấy năm trước là đồng ý đi nha. Đồng ý nha. Mấy năm trước là nó đã chụp cho em rồi. Kiểu trong máy là toàn hình em thôi, cả ngàn mấy. Mình cũng là thợ mà. Thợ gì đấy? Đáng buồn. Thật, thật bất ngờ. Thật đáng buồn. Ừ nhỉ, quên nhỉ, đang ngồi máy tính mà. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Chuyện đấy. Nóng nhỉ, tự nhiên nóng đi. 我们一起睡到觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵，我的心脏砰砰跳，没了想你的发梢，你不是该关心中的喵喵。每天都需要谁的感冒，珍惜在一起的每分每秒，你对我的创造，我想你比我更知道。 就是我的主角，走一起啊，哎，出差，走一走，哎，不要，哎，不要，难晒人。我们七岁睡喵喵，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇。 Linh không biết dỗi đâu. Linh thân thiện. Linh là idol thân thiện. Xịt đi cho thơm cánh nè. Xịt đi cho thơm cánh nè. Chào Sơn. Thơm phương phức. Xịt xịt xịt. Nói chuyện thì ghét xịt cho đỡ ghét à. 我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵。Bài này hát lần thứ ba, tại vì nó hay thôi chứ không phải là nó. Nó viết cho mình. Ok. Bài Duyên Mình Lỡ của Hương Tràm. Đứng top 1 của bảng xếp hạng Zing ID. Do heo ấy. Tại vì heo mở hoài luôn, heo nghe nhiều nên là nó mới được lên top 1 đấy. Công của heo, Hương Tràm phải trả công cho heo. Nhắc ở đây cho mà biết nha, và Hương Tràm nha. Bà tào lao á.
mình chia tay nhau từ đây. Tổn thương trong em cũng nhiều rồi, tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn. Đừng oan trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn, vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi ơi, sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn. Ngày mai nắng sẽ ấm, sẽ là một ngày tươi. Ta đã chọn để rồi khi quay lưng anh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn. Mà em cày ghi mà em mở em nghe, em mở em nghe cả ngày hai ngày nên nó mới lên bảng xếp hạng thứ nhất. Trách ai bây giờ mình chia tay nhau từ đây. Em đẹp nhất hôm nay, em đẹp nhất hôm nay. Tổn thương trong em có nhiều rồi, tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn. Đừng oan trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn, vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi. Để rồi khi quay lưng anh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn. Linh Kỳ rồi xong đọc nữa. Linh Kỳ nghe đang nghe nhạc. Nổ pháo ăn mừng. Đợi ý thôi mà. Em thực hiện thao tác cái này cái. Chết rồi.
bị lộn. em tính là em sai quá, em tính là em làm xong rồi em lên pháo hoa chứ. Thao tác sai quá, quên. Ạc mình đâu có lên cho mình được đâu đúng không? Lộn, quên. Hèn gì nó báo. Linh đâu có áo bên này đâu. Dương ơi, mọi người muốn nghe bài gì? Sắp hết giờ chưa? Chưa hết giờ. Linh sợ. Ôi, sợ quá, chữ to. Ghê. Được à? Để em tí. Xin lỗi. Hỏi hết đề chưa? Hết đề chưa? Mọi người mua té hết rồi. Ok. Hết rồi. Hết rồi. Một dòng tin, ô ba ơi dậy đi. Ôi sao anh thấy anh hạnh phúc quá đi. Từ khi bên cạnh anh cảm thấy cuộc sống anh bình yên. Chỉ thế thôi là đủ rồi. Cầm chặt tay anh sẽ đưa anh đi. Xin anh đừng của Đông Nhi hay là của Emily Trần. Xuân nhỉ? Thế là Trương, chào mọi người mới vào. Đông Nhi. Hello đệ, chào đệ nha, chào mọi người mới vào. Rõ xin anh đừng, mà Linh lại thái độ thế nhở? Thái độ gì đấy? Xin anh đừng. Ba chấm. Tìm về nơi ấy ân cần, tìm về nơi ấy thật gần. Chỉ là khoảng cách tình mình giờ xa xôi.
Em từng mơ ước một lần được mặc chiếc áo ngọc ngà, cái nhẫn trắng thành ngày về chung đôi. Vậy mà người rơi chết ngào lệ mắt đắng. Em có đang chật tay không cho đôi môi em thốt lên hai từ thứ tha dù đoạn đường em đi còn gặp nhiều giông bão. Em chẳng thể gục ngã. Baby don't make me cry. Xin anh đừng nói em, xin anh đừng nói em lại lòng anh đã bóp nát trái tim em vỡ tan. Mỗi hôn ngày đó cũng chỉ như là gió người dành cho ai khi yêu thương kia vẫn đang đông đầy. Xin anh đừng. Hay quá. Anh cho em những ngọt ngào, cho em ân ái dâng trào. Anh cho em ngỡ tình đẹp tựa chiêm bao. Câu yêu chưa nói trọn lời, bên nhau nuôi tiếc một đời. Chơi với cay đắng tình lạc về hai nơi. Vậy mà người rơi trá, nghẹn ngào lệ mắt đắng. Em có nắm chặt tay, không cho đôi môi em thoát lên từ thứ tha đường anh đi còn gặp nhiều giông bão. Em chẳng thể gục ngã. Baby don't make me cry. Xin anh đừng nói em, xin anh đừng ngăn lại lòng ấy đã bám nát trái tim em vỡ tan. Mỗi hôn ngày đó cũng chỉ như là gió người dành cho ai khi yêu thương kia. Tinh lấy cái mình rót qua cái ly, cầm cái mình uống luôn. Hay cứ giống là ăn tạp quá, uống tạp quá. Mọi người đói chưa? Còn 7 phút nữa là em xuống sâu rồi. Mọi người có hoa miễn phí thì nhớ vote hoa miễn phí và vote sau giúp em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngày mai em lại có show 6 giờ Room 88. Ừ, hôm nay em một show thôi. À, nói đến một show chết rồi. Lại đi buôn kem. Chào Hưng, chào Thiện, chào mọi người mới vào. Tỉnh dậy trong đêm trắng, một khoảnh khắc vàng vắng đi. Tôi lặng chặn đường ngôn ngang đó, mọi điều sau quá khó khăn với tôi. Cứ hết lòng luôn chân thành mà chỉ mình tôi mới biết thôi. Những anh cần những lời nói
bạn nào đá cam đấy. Kỳ vậy. Nâng được thì buông được. Kiểu kiểu đấy. Được mấy ngày, tại sao anh lại thế này? Lệ anh sao cứ tuôn chảy? Em vẫn nhớ ai đúng không vậy? Định nói với anh đã chia tay, sẽ chẳng phải với anh đây. Anh phải vẫn bỏ tình cảm vốn có, đồng thầy vào nỗi lo. Phải từ bỏ thật nhiều thói quen ta ngày đó. Đâu phải tại em bị đá cam mới mất chứ, không phải em đâu. Đợi em tí em coi lại cái lịch. Lúc nãy Ruby đá cam Bi hả? Đúng không? Thấy em khóc lòng phải chẳng khổ tâm điều gì phải không? Bạn ơi mình chưa hết show mà, mình vẫn còn 5 phút nữa, bạn đã đá cam mình rồi. Đừng ghi chặt anh như đang muốn trách anh nhiều thế. Từng nói đã trốn đi, đừng cắt bước quay về. Thế nhưng thấy mình anh thường tổn thương, anh lại thấy thương. Tự trách cứ bản thân, chẳng giữ em ân cần. Giờ để người ta mặc em bước đi, anh ân hận. Không sao em căn đúng giờ lên. Với lại nếu mà có ấy thì từ từ hẳn đá cam của một người sâu trước, tại vì chưa hết giờ. Chào bạn idol mới, chào cô độc nhé, chào mọi người mới vào. Thôi em không hát nữa, ngày mai em hát. Mai em sâu 6 giờ mọi người, ngày mai 6 giờ đến chơi nhá. Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến chơi với em, Kasumita. Chúc mọi người có một buổi tối nghe nhạc online vui vẻ, ăn cơm ngon miệng và sao lại mặt buồn. Online vui vẻ nhá. Dạ bộ buồn. Ok. Hết giờ của em rồi, bye bye mọi người. Cảm ơn và bye bye.